Vâng, rõ ràng là việc tranh tài ở một giải đấu tầm cỡ World Cup sẽ mang tới không ít thách thức cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Nhưng cũng phải nói thêm rằng, đây không phải là lần đầu tiên mà Futsal Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Bản lĩnh, tâm lý thi đấu đều đã được cải thiện đáng kể từ lần tham dự 5 năm về trước, cũng như là sau 4 trận giao hữu ở châu Âu vừa qua. Lúc này, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, trong đó có việc làm quen với công nghệ VS. Trước khi bước vào giải đấu chính thức, ban tổ chức giải đã có chương trình phổ biến về quy trình kiểm tra doping và đặc biệt là công nghệ VS, hay còn gọi là video hỗ trợ trọng tài, lần đầu tiên được áp dụng ở vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021. Ở giải đấu lần này, tại vòng bảng, mỗi đội sẽ được tối thiểu 2 lần yêu cầu trọng tài xem lại công nghệ VS trong các tình huống có bàn thắng, không có bàn thắng, có penalty, không có penalty, thẻ đỏ trực tiếp hay xác định người vi phạm. Đến vòng knockout, nếu trận đấu phải phân định bằng nghiệp phụ, suất luân lưu thì các đội sẽ được tối thiểu 4 lần yêu cầu trọng tài check VS. Liên quan đến việc tập luyện của đội, tối qua đội tuyển Futsal Việt Nam đã có gần 2 tiếng rèn quân tại nhà thi đấu ở Litva. Tại đây, huấn luyện viên Phạm Minh Giang bắt đầu nâng khối lượng bài tập cho các cầu thủ để tính toán điểm rơi phong độ cho trận đấu gặp đội tuyển Futsal Brazil vào đêm ngày 12 tháng 9 tới đây.